Nếu mà mình mà mang cây dầu diền về nhà mà uống thì vợ mình chắc chắn giật đấy để nấu canh. Mình tìm được một cây hoa cải này bạn ạ. Cây hoa 10 giờ mà mọc dại này nhé mày. Chỗ này nó là một cái trạm bơm anh ạ. Đang cái tập thể dục này nhìn cây rau dền này trông hay hay, mình nhổ thử xem. Sẵn cái hồ nước thì rửa qua qua đi cho nó sạch, đồng thời chạy ù về nhà vừa vội đống dây nhôm ra uốn ngay trước hồ, làm cho mấy bác đi tập thể dục này hồ nhìn mình như là trên trời rơi xuống ấy. Nhưng mà chả hiểu ấn gì, mình ra đây cốt để là trốn vợ ấy mà. Chứ nếu mà mình mà mang cây rau dền về nhà mà uốn thì vợ mình chắc chắn giật đấy để nấu canh. Uốn xong rồi thì chả biết mang đi đâu mà gửi thế này. Tuy nhiên thì mình vẫn cứ phải tận hưởng cái thành quả mình đã làm từ nãy giờ đã. Tiếp tục với series uốn cây ở ngoài đường, như hôm nay mình sẽ trồng luôn cho các bạn xem. Mình tìm được một cây hoa cải này bạn ạ. Kể cũng lạ lạ, nhổ luôn tí vào chậu cho nó xem nó có đẹp không. Tiếp tục nhìn thấy một cây sung, một cây xì, và bây giờ nó mới tả bí lù. Mình kéo này, dây uốn này, keo đèn sẹo này, chậu này, thìa này, chất trồng này. Bây giờ thì ngồi giữa hồ chill luôn. Đoạn này thôi chắc mình chả phải kể đúng không? Ở video nào mà chả giống video nào. Kể cũng lạ, lần đầu tiên mình uốn một cây hoa cải đấy. Vì hồ là một nơi rất là ẩm ướt nên rêu rất là sẵn, mình móc một ít cho vào cho đẹp. Và đây là thành quả. Ủa anh em ơi, hoa 10 giờ mà mọc dại này anh em ơi. Nè, cũng rất là đẹp. Tôi phải nhổ về tôi trồng mới được. Mười giờ được dễ sống thôi, nhưng mà đứt dễ thì nó cũng không thích. Đây chỗ này nó là một cái trạm bơm anh ạ. Nó trống trải, nó không phải ai trồng đâu. Đây không phải là ruộng nha anh em nhé. Trồng được. Quá tuyệt vời. Sao lại có cái bụi hoa tự nhiên mà đẹp như thế nhỉ. Mang về chưng dụng luôn.